vô tư dừng xe dưới lòng đường tại điểm giao nhau của đường bộ, bất chấp biển cấm. Đó là những gì đang thường xuyên diễn ra trên phố Xã Đàn, Đào Duy Anh, đoạn trước cửa trung tâm tiệc cưới và hội nghị Long Vĩ Palace số 3A Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội. Đỗ xe trên vỉa hè không hết, hàng dài các xe ô tô được hướng dẫn đỗ cả dưới lòng đường, kéo dài đến cả 100 mét, bất chấp việc gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Chưa dừng lại ở đó, ở khu vực trước cửa trung tâm tiệc cưới và hội nghị Long Vĩ Palace, các xe còn vô tư dừng đỗ đón trả khách gây ách tắc giao thông như thế này. Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, đại diện đội cảnh sát giao thông số 3 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, tổ tuần tra của đội vẫn thường xuyên kiểm tra xử lý những vi phạm tại đây. Còn đại diện đội thanh tra giao thông vận tải Đống Đa cho biết, trước đó đội cũng đã phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm, số tiền phạt đối với các trường hợp vi phạm từ 10 triệu đồng trở lên. Trên thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra do các xe ô tô đỗ sai quy định dưới lòng đường. Qua đây, dư luận đặt ra câu hỏi có hay không việc trung tâm tiệc cưới và hội nghị Long Vĩ Palace cố tình làm ngơ các quy định về luật an toàn giao thông.